anh em của BN Gaming. Như vậy, Liên Minh Huyền Thoại Thất Chiến vẫn đang trong giai đoạn phát triển và nhà phát hành vẫn chưa ấn định được thời gian ra mắt của nó. Tuy nhiên, từ khi Riot Games giới thiệu game đến người chơi cho đến thời điểm hiện tại thì cũng đã xác nhận được một số thay đổi mà game sẽ thay đổi trên phiên bản so với đàn anh của nó là Liên Minh Huyền Thoại. Và đây là những thông tin đã được Riot xác nhận cho đến khi Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến ra mắt. Bởi chẳng ai biết được nhà phát triển sẽ làm gì và có những thay đổi gì so với bản phát triển và bản chính thức. Và sau đây là những thông tin thay đổi của Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến đã được Riot xác nhận mình cập nhật đến anh em. Anh em nào quan tâm đến Tốc Chiến cũng như đấu trường chân lý mobile có thể tham gia vào group và giao lưu cùng mọi người, cũng như là cập nhật những thông tin mới nhất từ Tốc Chiến và đấu trường chân lý mobile. Link mình để dưới phần mô tả. Tiếp theo là những thông tin thay đổi từ Tốc Chiến. Thay đổi đầu tiên, game thủ chỉ có thể mua vật phẩm từ bệ đá cổ tương tự như bản PC, tức là người chơi cần phải biến về. Tuy không có thay đổi gì trên bản PC, nhưng đối với những tựa game MOBA trên mobile hiện tại thì đây cũng là một sự khác biệt lớn. Các loài rồng hiện có sức mạnh hơn khác so với phiên bản PC. Cụ thể là rồng nước cho phép thuật tăng sức khỏe, sinh lực, rồng đất cho khiên chống sát thương, rồng lửa có thể sẽ tăng sát thương cho tướng. Rồng gió hiện chưa có thông tin. Như vậy, đối với bản PC thì trên mobile nhà phát triển cũng đã thay đổi một số đặc tính của rồng nguyên tố, mặc dù vẫn giữ nguyên các tên gọi của nó. Bên cạnh đó, Baron vẫn có mặt trong Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến và xuất hiện vào phút thứ 10, có những sức mạnh tương tự như bản PC. Một thay đổi khá rõ là giày trở thành vật phẩm được kích hoạt, giúp tăng đáng kể tốc độ di chuyển trong chớp mắt. Điều này có thể sẽ tăng tính chiến thuật nhiều hơn trong game vì nó không còn đơn giản là tự kích hoạt nội tạng như trên bản PC hiện tại. Ngoài ra sẽ có những vật phẩm hoàn toàn mới so với phiên bản PC. Điều này chắc chắn sẽ có, nhưng hiện tại nhà phát triển chưa tiết lộ vì vẫn đang trong quá trình hoàn thành. Và đây sẽ là một phiên bản hoàn toàn tách biệt với LOL trên PC. Nhưng đối với Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến, bạn có thể chơi đa nền tảng từ thiết bị di động với console như PS4, Xbox, Switch. Điều này sẽ tăng tính công bằng cho game thủ, phân biệt được trình độ riêng biệt trên bản PC và mobile. Đồng thời, các giải đấu trong tương lai cũng sẽ tách biệt hoàn toàn trên hai nền tảng. Vì là phiên bản trên điện thoại nên Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến sẽ được phát triển để chơi trong vòng 12 đến 15 phút trong mỗi trận đấu, giảm tối đa thời gian để phù hợp với những trận đấu trên mobile. Một trong những sự thay đổi khó khăn mà nhà phát triển phải thay đổi, một trong những đặc tính được giữ lại nhằm tạo tính chiến thuật cao trong game là vẫn có mắt cắm trong phiên bản mobile. Anh em sẽ có một nút dành riêng cho mắt màu vàng và cần đứng yên để cắm mắt. Như vậy, ở điểm này nhà phát hành cũng đã có nhiều tiến bộ hơn so với những game MOBA trên thị trường. Chỉ hy vọng là sẽ không có tình trạng hack map. Một thay đổi nhỏ là kỹ năng định hướng có phạm vi sử dụng rộng hơn vì bản đồ trong Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến nhỏ hơn. Bên cạnh đó, bản mobile như nhà phát hành tiết lộ có hơn 40 tướng nhưng sẽ tăng dần thêm trong tương lai để giống với phiên bản PC. Cấp tướng đạt mốc 15 là tối đa, điều này là cần thiết để giảm thời gian chơi trên smartphone. Tướng có thể học ulti ở cấp 5 khi bị đánh bại, hệ thống chuyển sang tự giám sát, do đó anh em không cần phải giữ bản đồ để quan sát nữa. Kỹ năng của tướng phần lớn sẽ giữ nguyên nhưng vẫn có một số thay đổi cho phù hợp với phiên bản mobile. Một ví dụ đơn giản là Lee Sin sẽ khó có thể insert trên màn hình điện thoại. Và theo như nhà phát hành thì bản ngọc sẽ thay đổi tương ứng và có vẻ như hệ thống mới này sẽ miễn phí. Ví dụ trên PC, anh em luôn luôn buộc phải chọn một bản chính và một bản phụ. Còn phiên bản Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến, anh em có thể tự do sử dụng bất kỳ bản ngọc nào anh em thích. Sẽ có một cảnh báo khi bất kỳ kỹ năng nào đang phục hồi, có thể tấn công các đòn tấn công cơ bản bằng cách giữ nút tấn công. Rồng sẽ xuất hiện phút thứ 4. Bản đồ hai bên đối xứng với nhau. Tất nhiên trên bản mobile, nhà chính của cả hai đội sẽ đều nằm phía bên trái màn hình. Việc này nhằm giúp cho game thủ dễ dàng hơn và tạo nên tính công bằng cho cả hai đội. Và trên đây là phần lớn những thông tin đã được Riot Games xác nhận về những thay đổi giữ nguyên của Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến so với phiên bản PC. Tất nhiên cho đến khi tựa game này ra mắt chính thức vẫn sẽ có những thay đổi nhất định từ phía Riot Games, mà điều đó đến bây giờ chẳng ai có thể biết được. Còn anh em nghĩ sao về những thay đổi này? Hãy để lại comment dưới phần bình luận nha. Đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất từ Tốc Chiến và đấu trường chân lý mobile. Cảm ơn và tạm biệt anh em.